giữ vững đức tin tình chồng. Dân đời trong tay Chúa quan phòng, trong niềm tin thắng vào lòng Chúa xót thương. Đoàn con cất bước về miền Nam theo sự dẫn dẫn của Chúa Thánh Thần. Tròn bến cô làm nơi dung thân, là đất hứa Chúa đã ân ban. Nhìn lại dòng yêu thương bến cô, đoàn con thêm kính yêu tin lành. Nên tình yêu Chúa vô bờ, đã dù thương họ đào chúng con. Trải qua những tháng trong tình suy, bao là con khó thank you.
Minh Thương à, Quốc Anh thấy trên sân khấu có 4 bộ trang phục khác nhau. Điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không Minh Thương? Nhân tiện anh Quốc Anh hỏi thì Minh Thương cũng xin nói với anh Quốc Anh và toàn thể quý vị được biết. Thì đây là trang phục của người miền Nam, là người bản xứ của bến gỗ chúng ta, đúng không ạ? Và quý vị biết rằng đến năm 1954 thì có người Bắc di cư vào trong đây. Và xin giới thiệu trang phục của người miền Bắc, cũng có người đại diện của chúng ta. Và tiếp theo đó là có người miền Trung, một cô gái mặc áo dài tím rất là đẹp cùng bước lên cho mọi người, được không ạ? Ngoài ra quý vị biết không, còn có một người, còn có người đó là chính là người Campuchia. Nên các bạn thấy rằng là bến gỗ của chúng ta rất là đa dạng về phong tục tập quán. Nhưng có một điều đặc biệt là tất cả mọi người ở đây đều cùng hợp kết với nhau làm ăn sinh sống và xây dựng giáo xứ bến gỗ của chúng ta ngày càng phát triển và tồn tại 325 năm. Và bến gỗ đúng là đất lành chim đậu, phải không ạ? Bây giờ thì hiểu. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, giáo xứ bến gỗ của chúng ta mừng kỷ niệm 325 năm thành lập. Và có một đêm nhạc tạ ơn Chúa và mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội đã ban cho giáo xứ của chúng ta tồn tại và phát triển như ngày hôm nay. Chính là nhờ sự đoàn kết của toàn thể cộng đoàn giáo xứ bến gỗ và vị chủ trăng đáng kính của chúng ta. Hãy dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Xin cảm ơn các anh chị.